sau hàng nhật đầu điện chào các bác ạ. Hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm 2020. Mấy hôm nay không có na vòm để lên sóng với các bác, hôm nay có một con BM2 lên sóng các bác nhé. Tình hình là na vòm BM2 em chỉ còn một con duy nhất này thôi. Đây là một cái con máy tương đối là đẹp các bạn. Máy khá là đẹp nhé, về tổng thể hình thức nhìn mỹ mãn, không có cái điểm gì để chê cả. Tình hình tình trạng xung quanh mặt những các thứ đây là lưng tôn tương đối là đẹp. Máy quay cho các bác xem. Con máy rất là tương đối đẹp nhé, đời 2008. Lưng như cũng còn rất là mới này. Đấy. Máy đang kính rất là trong, đang test hoạt động ok cho các bác này. Đấy. Yeah. Tổng thể hình thức nói chung là tương đối là đẹp. Đánh giá là con BM2 này khá xuất sắc luôn. Bên trong đây cho bác xem, bên trong còn rất là mới ạ, sạch sẽ mới, nước nóng bỏng luôn. Và mù cả camera. Đấy, con chỉ còn rất là mới đẹp nữa nha. Đấy, test chạy ok ngon lành, mọi chức năng. Chung là bác nào đang có nhu cầu mua thì các bác lấy con này thì em nghĩ là không có gì suy nghĩ rồi. Đấy. Còn các cái máy dòng này thì mình cũng nó chỉ là như thế này là mỹ mãn lắm rồi, không thể nào mà đòi hỏi nó như mới long lanh cảnh quất được. Con này em đang để số 7 nhé. Đây máy của mình rất là đẹp. Đấy. Giá em bán là 4,2 triệu các bác nhé, không có đổi nguồn, không bao ship. Đấy, các bác nào có nhu cầu mua thì các bác liên hệ, chỉ còn duy nhất một con BM2 này thôi nhé. Còn hiện tại thì đang hết hàng các bạn. Còn BM2 nữa. Đấy, cả máy khá là đẹp. Em bán là 4,2 triệu. Ship hàng toàn quốc các em, không bao ship đâu. Giá 4,2 triệu, không đổi nguồn, không bao ship. Em ở số nhà 192 tổ 2 thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Bảo hành 6 tháng. Các bác yên tâm các cái dòng máy này nhé, bất kể cái bệnh nào em cũng xử lý cho các bác được. Đồ thì không thiếu đồ gì cả. Đấy, rất là sẵn đồ thôi. Đơn giản. Đấy. Không bao giờ các bác phải lo nghĩ gì về vấn đề máy móc cả. Đấy, các bạn nào có nhu cầu mua thì các bác liên hệ nhé. Cảm ơn các bác.